trong tay em thôi. À đây, trái giải ha. À, thật chưa nè. Rồi đây là rau câu sợi. Câu sợi nè. Cái món này rất là ngon và dễ làm anh chị ha. Bác Sơn Hùng và mẹ đi tiệm tạp hóa nè. Anh chị biết là dưới quê á, mình muốn mua những cái món để nấu rau câu hoặc là nấu bánh trái thì khá là đơn giản. Em toàn là giới thiệu những cái món cực kỳ dễ tìm luôn cho anh chị và các bạn có thể làm được ha. Rồi bây giờ em sẽ cho anh chị và các bạn xem vài hình ảnh cửa hàng tạp hóa dưới quê nha. Và mình sẽ cùng làm món rau câu này ha. Thơm của cây trắng, của cây dại. Sơ Hùng muốn mấy cái trứng vậy? Muốn mấy cái? 4 cái hả? Còn mua cho chị ba nữa mấy cái? Hả? Mua cho chị ba nữa mà. Mới mới chơi chị ba 10 cái luôn hả? Sơn Hùng mới gì đó Sơn Hùng? Sữa hả? À. Sữa mua sữa ông Thọ hả? Rồi à. Giờ mình sẽ đong nước để nấu chè rau câu nha. Nhiều nước vậy mẹ? Mẹ nấu một bịch rau câu dược xô 50g mẹ nấu 3 lít nước. Trong đây là họ hướng dẫn có 3 lít nước luôn hả? Không, họ từ 4 tới 6 lít. À. Các bạn, một bịch này là 50g không mẹ? Ừ. Một bịch 50g là tôi hướng dẫn từ 4 đến 6 lít nhưng mà mẹ làm chỉ có 3 lít thôi ha. Ăn cho nó cứng. Không để nó mềm. Nhưng mà cái này mình sẽ không bỏ đường giống như nấu rau câu thường các bạn ha. Tại vì chút xíu nữa mình sẽ gia vị trong cái nước chè. Vậy là cái này ăn không có mùi vị gì hết hả mẹ? Ờ nó lạc nhưng mà một lát mình ăn với trái giải hả? Trái giải này hả? Ờ. Mình có bỏ nước cốt dừa gì vô đây không mẹ? Không, không luôn hả? Không. Vậy là chỉ nấu rau câu cứng không? Dừa. Không thịt dừa. Dạ. Vậy là mình chỉ nấu rau câu cứng không các bạn ha, không có đường. Thịt dừa với dạ. Cái giải. Đây mình có lon thịt dừa và lon cái giải. À, nếu mà như là mình có cái rong biển á thì mình bỏ vô càng ngon các bạn ha, nhưng mà ở dưới quê thì thiếu thốn, mua không có. Nên thôi mình ăn chung với thịt dừa, thịt giải nha. À, các bạn, cái này là mình phải rau câu mình phải pha với cái nước nguội nha, nước lạnh á, nó mới tan. Để chứ, đóng cục. Chứ nếu mà các bạn đổ vô nước sôi là sẽ đóng cục. Đó, nhưng mà giờ mẹ sẽ nấu nước sôi riêng nè. Để sau sôi, khi pha cái này tan đều, mình sẽ bỏ vô cho nhanh. Chứ mẹ nói giờ mà mình pha nước lạnh mà bỏ vô nấu mà quậy lâu. Hoài thì nó rất là lâu. Lâu. Cái này quậy có bao lâu thì tan đều mà? Khoảng 10 phút đi. 10 phút hả? Ừ, rồi cho nó sôi nữa nó tan ra hết rồi dạ. nó nghe trệt trệt á. Mình phải đứng quậy hoài luôn hả? Chứ để nó đóng lại với cái đít á, nó bị dính đít nó khét á. À. Vậy là mình phải đứng quậy hoài luôn, quậy từ 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 cho nó không dính dạ, ha. Dạ, cho nó không có đóng với đít. Nó đóng với đít sôi á. Quậy khoảng 10 phút để cho nó sôi. Có lửa sao mà? Bùng hay là lửa dừa? Để cho sôi dừa lửa nhiều nó trào á. À, nó nhiều bị trào. Nó sôi rồi mình hạ lửa nhỏ dạ. Chứ để ấy nó trào. Rồi bây giờ mình sẽ cuôi rau câu dừa các bạn ha. Thịt dừa. À, rồi có một lon cái giải nữa. Cho mày nó có cái bịch lát lên cắt ra.
Hồi xưa hả, mình nghèo lắm, ai cũng nghèo, không có người giàu lắm. Hồi xưa là như là cả năm không biết ăn được cái món này không đó, cái giải nè các bạn. Ngày xưa là rất là hiếm luôn á. Giờ rẻ. Ở sao lại chữ Tàu ta? Cái này của Hàn Quốc hay vậy? Hàn Quốc hay Thái hay chữ Thái? À chữ Thái. Rồi bây giờ mình sẽ đổ ra tô các bạn ha. Thơm. Nó tan đều rồi nè. Chút nữa nè. Rồi. Đổ ra tô chút mình đầu xài dễ các bạn ha. Nó nhiều quá không lấy tô nữa nè. Bỏ quả mật kia kìa. Dạ. Này để tầm khoảng 1 tiếng. Rồi đổ quả mật kia đi ta. Dạ. Cho nhanh nhanh nguội hả mà. Nó nguội. Có chị Thẩm về thì nói chị Thẩm mình bảo. Dạ. Hôm nay nhà đông dân nấu quá trời luôn. Rồi. Chia đều ra cho nhanh nguội. Rồi. Rồi giờ chờ nguội nha sếp. Dạ. Rồi các bạn. Chờ nguội thì mình mới bào nó mới được chứ. À chờ nguội mình chỉ bào ra rồi mình cho hai cái đó vô rất là dễ ha. Ừ dễ ăn lắm. Rồi bây giờ mình nói lại nè. Mình chuẩn bị thịt dừa. À trái dải. Rồi còn nếu mà có rong biển á thì mình sẽ chuẩn bị luôn, mà rong biển loại màu trắng á chứ không phải rong biển màu xanh nha các bạn. Rong biển trắng. Màu xanh nó hôi lắm. Để nấu xanh để nấu canh thôi. Dạ. Còn không có thì mình lấy hai cái này được rồi. À, mình rau câu. Rau câu thì nãy là một bịch 50g là từ 4 đến 6 lít nước, nhưng mà mẹ nấu là chỉ 3 lít thôi cho nó giòn. Đó, chút xíu nữa mình có cái đầu bào xài ra ngon lắm. Rồi, bây giờ mình bào xài các bạn ha. Rồi, ra rất là ngon đây nè. Trong suốt ha. Rồi nếu mà các bạn không có bằng bào thì phải vô cực sắc vuông xài. Sắc khó lắm. Vào vào nữa. Sắc khó lắm. Dạ. Cào nhanh nhanh. Rất là dễ ha. Cái kia ngon hơn cái này nữa kìa. Ừ, trong suốt. Nào mà. Cái bào kia kìa. À, đây mình có một cái bằng bào khác ha. Mình bào xẻ nhuyễn hơn cũng được nè các bạn. À, trong cây ăn luôn. Các bạn thấy nó rất là dễ làm ha, mình chỉ nấu nồi nước quậy cho nó đều ra, không bỏ đường. Bây giờ cho cái nước trái cây vô nữa là ngon, đập nước đá nữa ha. Cái nước trái cây thì nó cũng vừa ăn rồi các bạn. Các bạn có thể pha thêm tùy theo mình, mặn thêm ngọt, thêm đường nhé, hoặc là bớt. Rau câu ăn mát không ạ? Hình như nó làm từ trong biển không? Trong biển đó đâu. Bây giờ mình cui lon trái dải các bạn ha. Ủa, cái lon dừa nữa xem ta, kiếm lon dừa nè. Đây nè. À, chị Saka mẹ đang cui trái dải. Rau câu thì chuẩn bị sẵn rồi. 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 Rau câu bột sợi nè. Để đây đi. Đây là rau câu giòn bột sợi các bạn ha. Ừ. Mình làm 2 ly thôi. Rồi mình miếng này rau câu dẻo. Này rau câu dẻo nè. Rau câu dừa đó. Nấu nước dừa. Ừ, rau câu dẻo nấu với nước dừa. Mình có 2 loại ha. Rồi. Thịt dừa. Cái nào cũng trong suốt ha. Rồi. Rồi. Từ từ cơ. À, bây giờ mình tới trái dải. Ba, mẹ cho một cái vô miếng đường đi cho nó ngon. Rồi, nhiêu đường được rồi. Dạ. Mẹ cho cái dải. Đó, ha. Cái này nếu mà các bạn có thêm tí đậu phộng hoặc là mấy cái hột béo béo á, bỏ vô. Rất là ngon. Ở nhà mình thì không có cái này sẵn nên là mình tới đây thôi ha. Rồi, sen ca cho nó đá vô đi. Thơm quá.
Hoặc là các bạn có thể lấy đường nãy á, mình có thể cho cái nước ấm ấm ha, mình quậy trước cho nó nhanh tan. Đây. Rồi thưởng thức thôi các bạn. Thì bây giờ chị Ba Thương với chị Sơn Ca thưởng thức món chè nha. Chị ăn chưa? Còn chị Ba thì sao? Thử coi. Đây, em mời cả nhà nghe. À, ly trà thật rất là ngon. À đây. Trái giải ha. À, thật dừa nè. Còn đây là rau câu sợi. Câu sợi nè. Giòn lắm các bạn. Còn thiếu cái gì nữa không? Rau câu dẻo. Đây.